Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Liệu Hoàng đế đỏ có thể thống trị toàn cầu? Ngày 19 tháng 10, trang Facebook Thon Nguyên bình luận Liệu những điều bạo chúa đỏ từng gây ra ở Trung Quốc có thể được tập thực hành trên toàn cầu? Tác giả cho hay Mao Trạch Đông từng được coi là vị bạo chúa đỏ và dùng chủ nghĩa Marx Lenin như một bức bình phong để bảo vệ quyền lực. Ông chẳng có hiểu biết gì về chủ nghĩa Marx và cũng chẳng hề muốn áp dụng nó ở Trung Quốc. Ông chỉ biết và chỉ muốn cai trị xứ sở như các hoàng đế tiền bối. Tác giả đánh giá Mao chẳng coi sinh mạng con người là gì và đã gây ra hàng chục triệu cái chết qua các chiến dịch, đại nhảy vọt và cách mạng văn hóa. Về mức độ tàn bạo có thể xếp Mao ngang hàng với Hitler và Stalin. Hình ảnh status trên Facebook Thò Nguyên vì vậy tác giả cảnh báo nhân loại cần phải cẩn thận với những gì đang xảy ra tập đang trên con đường trở thành vị bạo chúa đỏ thứ hai ở trung quốc khi đó sự tàn phá của ông sẽ khác xa mau thời mau thì trung quốc đang ngập trong đói nghèo phải ngửa tay xin ăn ở khắp nơi nội bộ thì tanh bành vì đấu tranh phe phái trung quốc của tập hiện đã leo lên vị trí siêu cường kinh tế thứ hai và đang phấn đấu đến năm 2050 chiếm ngôi cường quốc quân sự hàng đầu. Thông qua các liên minh mới như BRICS hay khối Thượng Hải, Tập đang tạo ra một trật tự thế giới mới theo cách của ông. Tác giả nhận định 40 năm cải cách kinh tế tạo ra cho Trung Quốc một tầng lớp trung lưu khá dày, được hậu thuẫn bởi một lực lượng tinh hoa khá hoàn chỉnh trên mọi phương diện. Nhưng chế độ độc tài cánh tay sắt lại đảm bảo cho khối tinh hoa và trung lưu này luôn sống trong sợ hãi thận trọng trong ăn nói và nhẫn nhục trong hành động tác giả nêu ví dụ về chính sách zero covid gây thảm cảnh cho cả tỷ người nhưng không hề có tiếng nói phản biện nào dám cất giới tinh hoa trung quốc tuy biết thừa nhưng đã chấp nhận ngậm miệng sự ngậm miệng của họ tất nhiên đã đẩy nền kinh tế của công xưởng thế giới đi vào suy thoái và chính sự suy thoái đó chứ không phải số người đã chết khiến cho tập bất ngờ xóa bỏ chính sách Zero Covid vào cuối năm 2022. Từ đó đến nay, nền kinh tế phục hồi chậm hơn mong đợi rất nhiều. Và điều đáng ngạc nhiên là tập không có biện pháp gì để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng. Hình ảnh Hoàng đế đỏ tập cận bình. Tác giả dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Thomas Mayer từ Đức thì có thể đây là một chiến lược mới của tập hoàng đế, từ bỏ con đường phát triển theo số lượng để tiến đến phát triển theo chất lượng. Nhiều xí nghiệp ô nhiễm môi trường bị buộc đóng cửa, ngành địa ốc lãng phí tài nguyên đang được bóp lại một cách có kiểm soát. Nhiều con cá mập sẽ đau đớn chết trước cái nhìn lạnh lùng của đảng. Đầu tháng 10 này, thị trường chứng khoán tưởng như đã ngủ quên ở Trung Quốc đã bắt đầu tăng vọt ở mức 20%. Tác giả cho biết mô hình tăng trưởng kinh tế không cần tự do, bỗng trở nên hấp dẫn với thế giới phương Nam, các nước Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc UAE, Ai Cập, Ethiopia đã lục tục xin gia nhập vào khối BRICS dưới ngọn cờ của hoàng đế. Tác giả bình luận đáng lẽ thì phương Tây tự do không cần phải lo ngại nhiều về những thách thức từ phía Trung Quốc. Lịch sử đã chứng minh rằng thể chế dân chủ tự do ưu việt hơn hẳn mọi thể chế độc đoán. Nhiều người viện dẫn những thành công của Trung Quốc để bác bỏ sự ưu việt của con người tự do. Nhưng nếu điểm lại thì từ 5G, thương mại điện tử, chinh phục vũ trụ, tàu đệm từ, Big Data đến AI đều xuất phát từ các xứ tự do. Chế độ độc tài chỉ dùng ưu thế đám đông để triển khai những điều học được nhanh hơn. Việc Trung Quốc trở thành quê hương mới của nhân tài thế giới, mãi chỉ là một giấc mơ, trong khi sinh viên Trung Quốc vẫn ào ào sang phương Tây du học, vậy tại sao lại phải lo ngại? Thái tử Bộ công an, đại tá Nguyễn Minh Phương là ai? Ngày 19 tháng 10, một nguồn tin nội bộ cho thời báo chấm đề biết, Nguyễn Minh Phương được mệnh danh là thái tử Bộ công an, nghe có vẻ mỉa mai nhưng đi vào sự thật còn khủng khiếp hơn nữa ai muốn tiếp cận bộ trưởng thì không thể không đi qua cửa ngõ đại tá nguyễn minh phương thư ký bộ trưởng bộ công an lương tam quang phương không những là thư ký của lương tam quang từ nhiều năm trước đây mà còn là một vị trí quan trọng hơn thế rất nhiều hình ảnh đại tá nguyễn minh phương có thể so sánh nếu trợ lý phạm thái hà là tay hòm chìa khóa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thì thư ký Nguyễn Minh Phương là tay hòm chìa khóa của Lương Tam Quang. Từ thời Quang chưa lên Bộ trưởng Bộ Công an, trước đây khi Phương chưa bỏ vợ và ba cô con gái còn nhỏ, chuyện gì ở cơ quan Phương cũng tâm sự với vợ, chẳng hạn như có khi trong một tháng mà Phương đem khoảng 3 đến 5 chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe hay Richard Mille gửi cho các đầu mối nhờ bán lại hoặc dây hiệu Louis Vuitton, Gucci, 9 đến 12 đôi một tháng. Đó là quà biếu, còn tất cả phong bì nhỏ, lương tam Quang đều đưa về cho vợ. Các khoản tiền lớn giống như vali chứa hai chai rượu vang, Quang giao cho Phương cất giữ tại căn hộ chung cư Vincom Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Từ ngày Quang đăng Quang vào Bộ Chính trị thì Phương thay lòng đổi dạ. Phương cấm vợ cũ lấy danh Phương để nhờ vả. Hiện nay vợ Phương và ba cô con gái đang sống tại Sài Gòn, được ông bà ngoại bao bọc nuôi ăn học. Nhận thức xã hội yếu, chuyên môn không vững, tư duy nông cạn, đạo đức kém. Vậy đâu là vai trò của Đại tá Nguyễn Minh Phương trong việc điều hành văn phòng thư ký? Phương được lương tam quan, tin cậy và trọng dụng. Nhưng ngược lại, phải chăng Phương cũng dùng bộ trưởng quan như công cụ kiếm tiền và có ý đồ chờ thời leo lên đỉnh cao danh vọng, hình ảnh Bộ trưởng Lương Tam Quang. Nhiều người trong Bộ Công an còn không phân biệt được Bộ trưởng Quang hay Thư ký Phương ai quyền lực hơn. Vì Phương là người trực tiếp tác động thúc ép Bộ trưởng Quang phân công bổ nhiệm cán bộ ở địa phương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng. Đây là những nơi có thể đem nguồn thu nhập khổng lồ tới, một vị trí trưởng phòng 15 tỷ, trưởng công an huyện 11 tỷ, nếu là trưởng phòng BC02 hoặc BC03 thì từ 2 đến 5 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, giám đốc công an tỉnh Hải Dương, đại tá Bùi Quang Bình, sinh năm 1978, quê ở Thái Bình, đưa cho phương 15 triệu đô la Mỹ nhờ chạy về làm cục trưởng cục A04, cục an ninh kinh tế. Cục trưởng hiện nay là Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, quê quán Hà Nam, có hỗn danh là thích đe dọa, vì hay đe dọa khởi tố bắt bớ các doanh nghiệp. Cũng vì thế nên Thuận dính nhiều bê bối liên quan đến việc tống tiền các doanh nghiệp, trong đó có Nguyễn Văn Hậu, Hậu Pháo. Thuận đang chờ kỷ luật và có khả năng cao sẽ bị trục xuất ra khỏi ngành công an. Cần biết thêm, Đại tá Bùi Quang Bình, từng bị đuổi học và đi cai nghiện ma túy 2 năm 6 tháng khi đang là học viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Sau khi Hoàng Lương Bình được Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng, Thường trực Bộ Công an đứng ra bảo lãnh cho tiếp tục đi học. Hình ảnh đoàn công du Nga do Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang dẫn đầu. Quay lại chuyện Thái tử Bộ Công an Nguyễn Minh Phương sau khi vụ đem chân gấu Bắc cực về Việt Nam bị an ninh Nga phát giác tại sân bay Phương viết bản tường trình giải thích rằng chân gấu Bắc Cực bị an ninh Nga thu giữ là thùng quà biếu của một vị kiều Nga biếu tặng. Phương và Bộ trưởng Lương Tâm Quang không biết trong đó có gì. Thường trực Ban Bí Thư Lương Cường có dám báo cáo vụ bê bối này lên Bộ Chính trị hay không? Nhưng điều dễ nhận biết nhất lúc này, Lương Cường đang đính thở qua cầu, chờ ngày nhậm chức Chủ tịch nước. Theo giải thích của một tướng công an đã về hưu, Giữa thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm và đại tá Nguyễn Minh Phương có một mối quan hệ đặc biệt. Khi chưa lên thứ trưởng Bộ Công an, vẫn còn ở chức vụ cục trưởng cục C03, cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Nguyễn Ngọc Lâm đã ban cho Phương đặc ân là có suất chạy án tại cục C03 và có quyền can thiệp sâu vào hồ sơ pháp lý của các bị can. Hiện nay, Nguyễn Ngọc Lâm và Nguyễn Minh Phương cấu kết với nhau bao quanh lương tam quan như hai gọng kìm siết chặt. Rồi đây các chức danh trong ngành công an sẽ do Phương và Ngọc Lâm sắp đặt, còn quan chỉ việc nhận tiền và ký bổ nhiệm. Từ đó sẽ sinh ra lớp tham quan ngu dốt, không sớm thì muộn sẽ gây ra những thảm họa cho đất nước mà người dân phải gánh chịu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Thái tử Bộ Công an, đại tá Nguyễn Minh Phương là ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất.